Rồi, chào mọi người, hôm nay là mình vào dãy của anh Lợi. Đây, năm ngoái anh làm là áp phí này, anh làm anh thấy lợi quá là bắt đầu là anh làm áp phí này. Đây, những năm trước của anh làm đây, năm kia anh cạo truyền thống này, mọi người xem anh cạo truyền thống nha. Đây là năm kia anh cạo truyền thống này, một năm là anh mất khoảng bằng đây ra. Đó, một cái bàn tay của mình nó tầm khoảng 50 phân và phạm như thế này đây. Đó, đây là cạo truyền thống nha. Đây, còn năm ngoái bắt đầu anh làm áp khí đó, anh năm ngoái nhà áp khí thì có một miếng nhỏ, hai miếng nhỏ thế này thôi đó, anh cạo một xíu thế này thôi đó. Còn hỏi thì lên năm trước thì lên tốt đây, còn cái đây thì nằm ở dưới đấy thôi đó, tiện lợi của da cây rất là nhiều. Và cái đám đây á, là hồi trước cùng với cái đám bên đây, đám này là đám của nhà chú Tiến này đó, đám nhà chú Tiến thì chú làm được 2 năm áp khí rồi đó. Hồi trước là chú hai cái đám này là cạo cùng dập bằng nhau luôn, nhưng mà chú này thì chú vừa lên đục là bắt đầu chú làm áp khí luôn, chứ không như bên anh Lợi kia là anh đục mất 1 năm và bên chú Tiến thì chú làm 2 năm rồi. Đây, năm kia là chú cạo một miếng này đó, một miếng này và một miếng dưới đây đó. Năm ngoái thì chú lại chơi kết hợp một miếng này và một miếng dưới đây nữa, để năm nay là chú sang bên cái nửa bên đây là chú làm nó đẹp hơn. À, chú sẽ sang cái khúc chỗ này, đây bên này chú đã vệ sinh rồi đây đó, còn y nguyên cái mặt thế này luôn đó. Mọi người sẽ xem và biết là cái sự tiết kiệm da cây của cái thằng áp khí là như thế nào đó. Bắt đầu lên đục đục được 2 năm rồi, nó chỉ có một cái miếng nhỏ xíu như thế này thôi, và bắt đầu năm nay chờ chú Tiến bắt đầu bước sang năm thứ ba đó, thì nó còn thế này nữa, còn cả miếng, còn 2/3 cây nữa. Đây, chú đục 2 năm rồi mà chỉ có 1/3 cây nhỏ xíu này thôi, và còn 2/3 cây rất là to như thế này nữa. Đây là chú dưới nhà chú Tiến này, chú làm hết rồi. Còn trên đây á, trên đây thì mọi người xem này, đây là như nhà anh Lợi này đó, anh đã đục mất 1 năm, nên là cái năm ngoái đó là anh nhìn thấy bên nhà chú Tiến là nó đục ít quá, nó được có một xíu xíu mà trong khi đó bên mình cả đống thế này, nên là chú mới đây cạo truyền thống đây, đục thì siêu phạm như thế này đây, mà rất là dài cao mút lên bay qua cái máng luôn đó. Còn đây là trên đây là áp khí đây, cạo cũng rất là phạm nhưng mà nó chỉ có miếng nhỏ thế này thôi, nó vẫn còn đường dẫn mủ lên trên đó, cạo thì cũng phạm này ha, nhưng mà vẫn còn đường dẫn mủ lên trên nên là nó không bị ảnh hưởng gì đến cây cả. Trong khi đó là bên kia thì cạo rất là lớn đó, mọi người xem và so sánh giữa hai vườn cây, cạo áp khí 1 năm và cạo áp khí 2 năm. Và vườn thì 1 năm cạo truyền thống và 1 năm cạo áp khí, thì mọi người nhìn và so sánh cái lượng da của nó như thế nào. Có gì mọi người cho ý kiến nha. Cảm ơn mọi người đã xem video. Chào mọi người.